Cố gắng lắng nghe, không nên tiếp xúc, hãy tránh xa corona, hãy tránh xa corona. Bạn này tên là Covid, bạn này thân hình bé xíu phát tán bệnh, bệnh, bệnh dịch lây lan ra khắp nơi, xin hãy coi chừng. Dịch này sốt có dấu hiệu bị ho khan, dịch này có chứng khó thở ở trong tim. Không nên tới nơi đông người, mang khẩu trang, che kín đôi môi. Đi đâu cũng nhớ rửa sạch tay với xà phòng. Không chạm tay vào mắt mũi miệng, không chạm tay vào mắt mũi miệng. Be careful what you do, stay far away from coronavirus, from coronavirus. Its name's COVID-19, it's tiny and unseen. You can catch it, get sick, and be contagious without knowing it. Please be cautious. It starts with dry cough and a fever, and progresses to difficulty breathing. Avoid places with crowds, wear a mask, cover your face. Be sure to wash your hands, use soap and rinse. Don't touch your face, your nose, your mouth. Don't touch your face, your nose, your mouth.